Mặc dù sản lượng giảm, song việc tiêu thụ cam Hưng Yên của bà con nông dân trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đang diễn ra thuận lợi với giá bán cao gấp 1,5 lần so với năm trước. Phường Lam Sơn trồng trên 50 hecta cam Hưng Yên tập trung chủ yếu ở khu phố Kim Đằng do cây trồng lâu năm kết hợp với thời tiết bất thuận, thời điểm quả nhỏ đã làm ảnh hưởng tới sản lượng cam của phường. Ước vụ cam năm 2002 này, toàn phường thu 300 tấn quả, giảm trên 100 tấn so với năm 2021. Nhờ áp dụng trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với đồng đất phù sa ngoài bãi sông Hồng nên cam cho bố mã đẹp khi chín có màu vàng óng, vị thơm, ngọt được thị trường ưa chuộng. Hiện bắt đầu vào vụ thu hoạch, Cam chín đến đâu được khách hàng đặt mua luôn đến đó, giá cam đặt cao. Năm nay được cái giá thành nó cao, cam đẹp thì từ 30 đến 35 nghìn một cân. Năm ngoái thì cam đẹp chỉ 20 nghìn thôi. Chín đại trà mình cắt bán cho ô tô thì mình không phải đi chợ.